đối với gia đình thì xin mời chú rể Tuấn An hãy ôm bó hoa tươi thắm trở vào phía trong nhà để đón cô dâu Bích Lụa để ra mắt quan viên bốn của hai nhà. Trước khi cô dâu lên xa hoa trở về với gia đình nhà chồng.